Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đỉnh Cao Xe Lướt của em. Các anh chị ơi, Camry, Toyota Camry là cái dòng xe rất 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 nhiều các anh chị nào đã từng biết đến thương hiệu của Toyota thì chẳng còn có gì xa lạ về việc chiếc Toyota Camry này cả. Camry thì thường là sẽ có 3 phiên bản 2.0e, 2.5g và 2.5W. Nhưng mà thường 2.0e và 2.5g là hai cái dòng bán chạy nhất trên thị trường. Dạ, thì 2.5W là cái dòng Camry cao cấp nhất. Dạ, và nó sở hữu nội thất cực kỳ sang trọng. Dạ, đi cái gì đi chứ đi Camry là em thấy nó cực kỳ sang rồi. Dạ, nhìn nó rất là chủ tịch luôn. Mà cái tầm giá nếu mà xem nó của nó thì tầm khoảng 1 tỷ hơn thôi. Dạ, còn tầm khoảng 1 tỷ 3 thôi. Dạ, bây giờ thì Camry là đã sang nhập rồi. Dạ, nhưng mà cái xe này em quay với các anh chị là đời 2016 nha các anh chị nha. Xe này là xe lắp ráp trong nước và odo xe chỉ cạy 34.000 thôi nha các anh chị nha. 2.5W, biển số xe là ở Sài Gòn luôn nên các anh chị nào ở Sài Gòn muốn sở hữu về chiếc Camry 2.5W này thì alo cho em ngay nha. Cốp của Camry thì khỏi chê, dạ rất rộng, cực rộng luôn. Nhà đây ha, hình như là bánh xe cua chưa hạ luôn cái gì á. Dạ. À, bánh xe cua như là em không thấy được, hình như là chưa hạ luôn các anh chị ơi, xe chưa hạ luôn, bánh xe cua chưa hạ luôn hay sao á. Đây là màu ghi vàng nha các anh chị nha. Em cam kết là máy móc còn nguyên zin nha các anh chị nha. Đây bánh vẫn còn theo xe luôn nè. Camry 2.5W thì hàng ghế thứ hai sẽ được điều chỉnh đây. Các anh chị ha. Kéo ghế lên, hạ ghế và ngã ghế phía sau ha. Và có rèm che phía sau nữa. Đây ạ. Đây cái này em chưa bật điện. Dạ. Cái này em chưa bật điện lên ha. À, cái này là cũng gạ hạ ghế đó, có một nút điều chỉnh riêng biệt phía sau. Dạ, đây nếu mà ngồi ba người thì mình sẽ kéo lên như thế này, ngồi được ba người. Có cửa gió phía sau luôn, có đèn ở phía sau luôn. Dạ, ghế thì sẽ chỉnh điện luôn nha các anh chị nha, ghế phụ và ghế lái là sẽ là chỉnh điện luôn. Nội thất của Camry 2.0 sẽ ốp gỗ luôn các anh chị ạ. Dạ, thì cái dòng này thì em nghĩ là các anh chị là đều biết hết. Đây, ghế chỉnh điện hết nha các anh chị nha. Và nội thất là ốp gỗ luôn. Nút đề start top ha. Đây màn hình xe. Odo 34.000. Vô lăng. Đường chống chói ha. Nội thất là ốp gỗ luôn nha các anh chị nha. Và có sạc pin điện thoại luôn nha các anh chị nha. Đây giờ em không có, em đang quay cho nên em không sạc pin được cho các anh chị xem. Này có cổng USB ha. Đây là đây em hạ màn xuống. Đây là bật đèn thôi. Này cửa này. Đây là nội thất ốp gỗ kéo dài xe nè. Nhìn rất là sang. Dạ. Cái này là có nhớ vị trí ghế luôn nha các anh chị nha. Có nhớ vị trí ghế luôn. Cái này sẽ là thắng chân nha các anh chị nha. Thắng chân chứ không phải thắng tay ha. Thắng chân. Bây giờ Camry thì là xe nhập rồi, không còn xe lắp ráp nữa. Biển số xe 51G23845 ha các anh chị.
em bao các anh chị đi chắc hẳn ha, đi bu xe bên em là em bao đi chắc hẳn. Dạ nên các anh chị cứ yên tâm. Cái giá xe này nó chỉ tầm khoảng 870 triệu quay đầu thôi, 870 triệu quay đầu. Thì các anh chị nào có nhảy quan tâm về cái dòng xe Toyota Camry 2.5Q này, đời 2016 này, thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha. Giá em vẫn còn có thể thương lượng được nên các anh chị đừng ngần ngại bóc máy lên alo cho em để em tư vấn về cái thủ tục mua trả góp hoặc là mua tiền mặt như thế nào, em sẽ hỗ trợ tốt cho các anh chị. Hoặc các anh chị nào muốn đổi xe hoặc muốn bán xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn ha, em sẽ hỗ trợ cho các anh chị là giá tốt nhất. Và các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe lướt bên em. Số điện thoại em có để dưới góc phía dưới màn hình. Và cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Em là Huyền nha các anh chị nha, anh chị nhớ tên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.